hiện ra mây âm thanh nói tất cả như lai truyền pháp luân khế kinh môn biển danh hiệu hiện ra mây âm thanh nói biển pháp phương tiện tất cả tùy ứng giáo hóa điều phục chúng sinh hiện ra mây âm thanh nói biển phương tiện tất cả tùy thời tùy căn lành tùy nguyện lực khắp khiến chúng sinh chứng được trí huệ đến chỗ đức phật rồi đảnh lễ chân phật bèn ở phương dưới khóa làm lầu cát hiện tất cả như lai cung điện hình tượng chúng bảo cha nghiêm và tòa sư tử nhất thiết bảo Liên hoa đội mão phổ hiện đạo tràng ảnh ma ni bảo cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già Phương trên qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật có thế giới tên là thuyết Phật chủng tánh vô Hữu tận Đức Phật hiệu là Phổ Trí Luân Quang Minh Âm trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là pháp giới sai biệt nguyện với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội cùng đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế giới ta Bà này trong tất cả tướng tốt, tất cả lỗ chân lông, tất cả thân phần, tất cả chi tiết, tất cả đồ trang nghiêm, trong tất cả y phục đều hiện tỷ lô giá na đồng tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật vị lai đã được thọ ký, chưa được thọ ký hiện tại tất cả cõi nước mười phương, tất cả chư Phật và các chúng hội cũng hiện hạnh bố thí ba la mật quá khứ và tất cả những người thọ thí, các biển bổn sự. Cũng hiện hạnh trì giới ba la mật quá khứ, các biển bổn sự. Cũng hiện hạnh nhẫn nhục ba la mật quá khứ, các đức chi thể tâm không động loạn, các biển bổn sự. Cũng hiện hạnh tinh tấn ba la mật quá khứ, dũng mãnh chẳng thối truyền các biển bồn sự. Cũng hiện hạnh cầu biển thiền ba la mật của tất cả như lai quá khứ mà được thành tựu các biển bổn sự cũng hiện sự chuyển pháp luân của tất cả chư phật quá khứ pháp được thành tựu phát tâm dũng mãnh tất cả đều xả các biển bổn sự cũng hiện sự ưa thấy tất cả chư Phật quá khứ, thích tu hành tất cả Bồ Tát Đạo, thích giáo hóa tất cả cõi chúng sinh, các biển bồn sự, cũng hiện phát tất cả Bồ Tát Đại Nguyện quá khứ, thanh tịnh tra nghiêm các biển bồn sự cũng hiện thành tựu lực ba la mật của Bồ Tát quá khứ dũng mãnh thanh tịnh các biển bồn sự, cũng hiện sở tu trí huệ ba la mật viên mãn của tất cả Bồ Tát quá khứ các biển bồn sự, tất cả biển bồn sự như vậy thải đều đầy khắp pháp giới rộng lớn.